Chị em mình cũng bắt đầu câu chuyện luôn nhé. Em nhờ có thể nhờ chị chia sẻ để chị biết cái ông ngoại ngoại ruột. Rồi chị biết năm nay cũng mấy chục năm tay gần đây mà chị với ổng là không dòng họ bà con gì hết. Cũng như ở sớm nhưng mà thấy hoàn cảnh ổng mình cũng tội nghiệp, là lý do là vợ bỏ rồi con thì cũng không bỏ, lâu cũng không có tới lui. Rồi ổng cũng như ổng đi sống lang thang vậy đó, nhà này vài ngày rồi nhà em ổng vài ngày, nhưng mà ổng điếc mà lại ổng cũng như ổng nói chuyện mình nghe được, nhưng mà mình nói ổng không bao giờ ổng nghe được đó. Rồi ổng cũng như ổng đi sống lang thang, rồi lúc mà bệnh đau quá thì em dâu út á thì cũng đem ổng đi bệnh viện đồ này kia vậy thôi. Còn ngày thường thì ổng muốn đi đâu cũng đi, rồi ổng muốn về nào ổng về, về nhà em ổng, chứ ổng thật sự là ổng không có nhà cửa gì hết. Đấy là ông ngoại của bé Thảo. Thế từ khi mà xảy ra cái chuyện của bé Thảo thì các chị ở đây, các chị thấy cái cảm nhận của các chị, cái suy nghĩ của các chị là cái cảm nhận gì sao? Thì chị cũng tội nghiệp cho bé Thảo thôi. Giờ tại vì chị nói bây giờ nó quá nhỏ, nó không biết, nhưng mà mình làm lớn mà mình không có để cho con cháu mình nó thấy mình mà để làm như vậy đó, là ai cũng phải bức xúc hết, cũng phải tội nghiệp cho bé Thảo. Vừa tội nghiệp mà vừa bức xúc cái ông Sáu Mạnh kia, kia là ông Sáu Mạnh. Ông phải ông Sáu Mạnh, ông Sáu Minh. Sáu Minh, đúng rồi, Sáu Minh. Là ông ngoại ghẻ là ông Sáu Minh. Ngoại ghẻ là ông Sáu Minh. Chị có biết, chị có nắm được cái thông tin gì về cái ông Sáu Minh này không ạ? Không, chị không biết đâu. Cũng như nó nghịch đường đi, cũng như không có tới lui vậy thôi. Nhưng mà nhà thì ở chỗ nhà thì chị biết nó vậy. Cái hôm nay không hiểu tại sao mà gây cái chuyện gọi là người cháu, nó mang tiếng là còn là cháu ngoại, cháu ngoại luôn. Nhưng mà bây giờ bé Thảo chắc cũng cỡ khoảng tháng mấy hai tháng nó sanh rồi. Em nghe nói là cháu đấy mang bầu hơn 7 tháng rồi. Hơn 7 tháng. Thế còn mà bên nhà ông ngoại ruột của cháu thì có điều kiện kinh tế là chắc là khó khăn. Không có đâu. Dạ. Bên người mà nuôi cũng nghèo, cũng đi mần mướn sống hàng ngày thôi, chứ cũng không có giàu có gì. Dạ. Rồi mình thấy hoàn cảnh của ông vậy, có khi ông cũng lại nhà chị ông ở vậy. Rồi có khi thì đi xuống nhà của chị Kiểu, nhà chị Kiểu chị cũng nghèo muốn chết. Lúc mà chị Kiểu chị cũng nghèo, vợ chồng chị cũng nghèo mà cũng đùm bọc ông này. Là ông bệnh đau rồi đâu có tiền đâu, cưng đi sắc thuốc nam đủ mấy bạ vậy thôi. Là ông ngoại ruột của bé Thảo là với bà ngoại nữa là chia tay, là chắc là ly dị lâu rồi, chia tay lâu mấy chục năm rồi. Có mười mấy hai chục năm nay rồi. Mà mẹ của bé Thảo là coi như chắc cũng không qua lại với ông này. Chắc như chị thấy cũng không có nữa. Là kiểu là không quan tâm tới cha ruột mình đó, kiểu là vậy. Cũng nghèo em. Cũng nghèo rồi đi mua sinh đi kiếm sống mình độ chừng là vậy. Ông ngoại của bé Thảo đã được mấy người con chị biết không? Ông được mấy trăm người con với ái ông Công nè, ông ngoại của ông bé Thảo á. Có mình hả? Vậy hả? Vậy là con mình. Là có một mình con gái là chị Hiếu á, là mẹ bé Thảo đó. Cô này hơi tế nhị, nhưng mà em cũng nghe có những cái thông tin từ hàng xóm ở gần đó cũng nói rằng là ông này thì không phải là nguyên một mình bé Thảo. Em cũng nghe thông tin đấy, không biết là mọi người ở đây cũng nghe thông tin thì chị cũng nghe, nhưng mà mình không dám khẳng định. Đúng rồi, mình không thể khẳng định, nhưng mà không khẳng định được, nhưng mà nghe nhiều người ở đó nói. Là ông Sáu Minh nhỉ? Ông Sáu Minh này là ông không phải chuyên một mình bé Thảo. Không phải một mình bé Thảo. Nhiều người nói chứ không phải là nhưng mà mình không khẳng định được, mình không nói được. Mình không nhìn thấy, chính xác là mình không nhìn còn, thấy. Còn ví dụ như ở với cháu là nó quá hẳn hồi rồi, nó đã tăng thai nó hết rồi.
Em nghe nói là có công an đến yêu cầu ông ấy dừng lại hiện trường rồi. Có, chị cũng nghe nói có rồi. Nhưng mà thật sự là cái bữa nó đi học, đi học và chị đi nấu đám cưới á, là nghe bạn nó kể lại là nó sao thấy cái bụng nó bự. Rồi cái cô giáo mới đưa đi đi khám đi. Rồi bác sĩ mới nói là có bầu rồi. Cháu có bầu rồi. Cái bảo là bà này, bà ngoại này cũng bật ngửa bật nghiêng là biết thằng nào. Không biết là ai. Lúc đầu là chưa biết là ai. Chưa biết là ai hết rồi. Xong cái bắt đầu ông mới bà mới mới đi dẫn lại nhà cô ruột của mình là bà bác sĩ giường. Bà mới khám là nó có Út ơi khám cho cháu coi chắc nó có bầu chắc con bật ngửa quá. Thì bà khám thì nói là 5 tháng rưỡi rồi. 5 tháng rưỡi rồi thì bà mới bà khóc. Bà ngoại khóc không à. Rồi mới đi về. Đi về mà hỏi nó không khai. Tới chừng mà chị nghe lại nghe nói người ta lợi nhà người ta làm quá trời thì nó mới khai, nó mới chỉ vô mặt ông. Tức là ai lại làm quá trời? Chắc ngoại nó mẹ nó nồi nãy kia. Nhưng mà nghe cũng có cái thông tin là ông này ông còn đe dọa cả bé Thảo là không được nói. Đúng rồi, ông cho nói. Tức là nghe đe là nếu mà nói là ông ấy giết hay là thế nào đó. Em cũng có nghe. Nhưng mà những cái trường hợp này thì mình không có khẳng định, không có nói đúng được đâu nghe. Đúng rồi, có nghe thông tin như nói. Vậy thôi. Nói chung là cái thông tin ngoài lề. Thông tin ngoài lề này như vậy. Nhưng mà ông này thì ông là chắc chắn là coi như ông này là 100% rồi. Đấy. Mà sau ở đây mà sau coi như cả mấy tháng về mà không có em ơi, bây giờ người ta để cho xanh đặng lấy máu gì đó. Đúng rồi đó. Cơ quan công an người ta mới vào cuộc. Cái này xuống tới tỉnh rồi mà. Cái này thì em nghe là xuống tới tỉnh và gọi là như là đã có cấm lệnh cấm ông này không được rời khỏi địa phương rồi. Đúng rồi. Chắc là coi như vô nhà là coi như không thấy ông nó kêu cũng không xuất hiện ra ngoài. Ông ấy không xuất hiện ra ngoài nhưng ông ấy ở nhà vẫn có mở cửa mà bọn em đi qua. Có thằng con nhà. Có con ở nhà. Có. Khi nào mà không ấy ông mà sau này mới ông trốn đi trước thì ông trốn đâu khỏi đâu em ơi, trừ ra ông chết thôi chứ. Ông chết thôi chứ trốn rồi đâu. Thế là nhà ngoại của bé Thảo là đi đường nào vào chị có biết? Đi đường này nè Cưng. Đi vào xa không là chị? Gần chết. Chứ thẳng đường này chạy vào hả? Vô nhà bé Thảo đây nè, kế nhà không. Nhà nhà ngoại á, nhà ngoại á. Nhà ngoại vụt á, kế nhà của nhà em á. Có thể cho em xin một chút thông tin từ chị. Thôi nó không có dám nói đâu à. Ở gần sớm là chửi à. Tức là người ta không có hiểu, người là, ta xuyên tạc ra câu chuyện, người ta trách là chung trường với con gái chị hả? Chung lớp luôn. Chung lớp con gái chị, cùng tuổi đó. Không hỏi chị nữa để cho chị được hỏi. Bởi vì như nó nói rồi cái đầu hỏi chỉ sơ sơ thôi mà còn vậy còn bị chửi rồi. Rồi anh Hải thấy đẹp mới về cái cảnh nhà của em nó gắt á, anh quay lên. Em nghe nói là vợ của cái ông Sáu Minh này là bây giờ là đang ở bên Mỹ đúng không? Bà ấy đang ở bên Mỹ. Con là cái ở tất Sài Gòn. Vậy đó. Không phải như đường thằng trai nhà. Nhà của chú Nhiêm ở chỗ nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Không biết chị em nói đâu. Cũng như mình không có chị có biết địa chỉ không? Chị có biết địa chỉ nhà? Là gần trường. Nói chung là cái sự việc của bé Thảo này là chính xác là không phải là gia đình báo công an mà là các hội nhà trường báo công an. Nghe nói là nhà trường báo công an trước đầu tiên. Nhà trường thì chắc chắn phải báo. Chứ nếu mà bà này ấy chắc sợ bà nhẹ mà. Bà nhẹ má. Nhà bà là thấy con bé Thảo bụng bự nó nghi nghi rồi bà mới đi qua bộ phường khám là tối bà nghi là bé Thảo bụng thắt rồi. Đâu có quay đâu. Em không quay đâu chị. Là 4 tháng rưỡi rồi nhà trường đi xuống. Thì xuống nhà em này nè. Vì em có kêu hội của cô chị vừa cô chứng nhiệm đó. Dạ, có chuyển xuống nhà chị đúng không? Mà xuống nhà bé Thảo hỏi có bầu
thì chính thức là nhà trường báo lên hay là ở đây bà ngoại báo lên thì... À ở đây bà ngoại báo lên cho nhà trường. Chỉ báo nhà trường thôi. Chứ không không báo cơ quan chức năng. Không có. Báo với nhà trường thôi, cũng như là biết cô giáo đã biết rồi, cô giáo đã điện cho bả rồi. Đã biết rồi, rồi nếu mà cô giáo mà đừng có biết là bả ém nhẹm luôn rồi. Không có phải là bả tính là ém cho anh đưa nhà trường là đổ thừa cái đứa khác. Định là không cho là thế này. Định là ém thông tin là đổ thừa cho cái người khác. Không phải đổ thừa cho ngày mai chúng ta gặp cô giáo là ngày mai là ngày nào? Còn em thì em không dám. Chửi lắm à? Là chính thức là người nhà không báo công an. Em không nghe thông tin là người nhà không báo công an. Phải không chị? Bảo chính thức là người nhà không báo công an hay là người nhà không báo công an đúng không? Báo nhà trường. Đúng rồi, thì bà nhà ý là mình nói vậy đó. Là ý em là nhà trường biết là nhà trường báo thôi chứ. Chỉ nhà trường báo cơ quan chức năng thôi chứ nhà người nhà không có trình báo. Đến đổi là đổi cho bạn học của con Thảo hay là gán ghép với một người nào đó. Thế là bây giờ là nếu các chị ở đây thì mới biết thông tin. Đúng rồi. Chúng em lúc đầu cứ tưởng là gia đình nhà bé Thảo báo cơ quan công an, nhưng sau thì chúng em lại nghe rằng là không phải, mà do nhà trường và tổ chức địa phương mới báo. Nhưng mà cô làm thế nào đi nữa thì bé Thảo nó mới 13 tuổi, bắt buộc phải có biện pháp để bảo vệ. Nói chung là bé nó quá nhỏ. Giờ thứ nhất là chưa đủ tuổi để lo cuộc sống. Vâng. Đi mẹ nó đi không à? Cho em hỏi cái ấy của bé Thảo là có được như bình thường như mình không? Bình thường như mình. Chứ không có một vấn đề gì về thần kinh đúng không? Nó ngây thơ bình thường chứ không. Vậy nghĩ là mới lớn lên mà. Nó mới lớn lên 13 tuổi nó ngây thơ bình thường chứ không phải là nó khờ. Không phải là khờ mà nó nghe xem là nó thấy. Nhưng mà lại nó cái là như là cha mẹ đi là không có. Đúng rồi, nói chung là không quan tâm. Các cháu về cái sinh lý nam nữ cho nên là nói chung là không có người quan tâm khi xảy ra cái sự việc đó. Mà có như cho em hỏi là ví dụ như em có nghe những cái thông tin mà bảo là ông nó đón đường kéo nó vào phải không chị? Chị có không rành nữa nè, chị có không có tìm hiểu tới nữa. Chị không nói ngay đi là cái đường này do nhà ổng thì nó nghịch đường. Cũng như thời gian đó là chị có đi nấu đám cưới nhà ổng chỉ một lần thôi chứ em chị có không có đi tới nhà ổng luôn. Mà cái đường vào nhà ông đó với vào nhà ngoại của bé Thảo đó là dạ. Đi qua nhà ông đó là với tới nhà bé Thảo không, mấy bên kia nữa thì bả đi đường thẳng bên đây. Thế mà sao mà đi học mà lại học ông rước vậy? Ông rước về nhà ổng mà. Ông nó đi rước về rước. Coi như là đi rước cũng đúng rồi. Rồi hiểu. Là ông ấy đi lên trường rước cháu về. Thế mà coi như cứ bảo là thông tin ở trên trang mạng xã hội là bảo là coi như cứ đón đường rồi coi như đấy. Không có đón đường. Bảo là đây nghịch đường hai đường nghịch nhau mà. Đúng như là mình nghĩ chắc ở với bà ngoại rồi đi nước cho ngoại vậy. Mình nghĩ là vậy. Là vậy. Vậy là ông ấy đi trước con bé Thảo khoảng ngày. Vậy là sự việc nó diễn ra cả năm trời. Hai năm. Em thấy có người bảo năm rưỡi nhưng mà 2 năm. Mình đồ chừng là ở chứ ngõ này lâu rồi. Ngã ba đó con nhỏ này vô. Cái đó. Đi, nó
từng cho tiền. Nói chung là dụ dỗ, dụ dỗ bằng tiền. Dụ dỗ bằng tiền. Dụ dỗ bằng tiền. Nói chung là ông này như vậy là quá đổi bại. À, tức là nó đi học về ra qua qua ông đón. Là ông đón vào. Ông này là ông lợi dụng cái sự ngây thơ của đứa trẻ. Nói chung là sau này thì ra cơ quan công an thì người ta cũng điều tra ra chứ. Khai hết, đều phải khai. Có lúc nay em nghe trường mẫu giáo, anh hỏi trường mẫu giáo. Cô giáo lại, chủ nhiệm của bé Thảo. Nó gạt cho hả? Rồi nó học lại sao? Đây là cô có chia sẻ cho anh các chị để cho công an người ta biết rõ không? Quan trọng nhất là muốn bên cơ quan chức năng vào cuộc làm việc cho nên coi như ra nhẹ cái sự việc này. Chứ mà nếu như mà không đưa lên cộng đồng á, là ém nhầm là tội bé. Đó. Này, là mà không ấy là mẹ của mẹ có thông tin là mẹ bé Thảo nói rằng là không chi tiền khoảng 15 triệu ra để phá cái bào thai lúc mới phát hiện ra mà không chịu chi cái đồng khoản. Thì chị cũng nghe vậy đó. Không 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 chịu chi thì mà bây giờ tôi kinh bước vào cuộc. Vậy là giờ đi đừng vô nhà ông ngoại. Chạy thẳng vô. Chạy thẳng vô. Chạy thẳng vô tới đầu cầu rồi hỏi thăm đường nhà vô nhà bé Thảo là người ta chỉ. À là nhà bé Thảo. Không ông ngoại ruột á. Thôi vô nhà ngoại ruột làm gì? À ngoại ruột đây nè. Nhà ông Công á là ngoại ruột á, là anh dưới đây nè. À ông ngoại ruột á. À ông ở dưới này nè. Có ai có tiền chia sẻ. Không vô quay cái hoàn cảnh nhà hoàn ngoài rồi đó. Ở nhà của em dâu mà. Ờ đó. Chứ đâu để... có ở nhà ổng đâu. Ông ngoại của bé Thảo. Đúng rồi. Không, ổng chỉ ở đậu nhà này nhà kia vậy thôi, tối nhà vậy thôi. Tối nhà một thời gian. Tối nhà. À rồi ổng ổng ghét nhất là nói gì ổng đâu có nghe rồi. Ổng muốn đi đâu ổng đi, ổng về nào ổng về, ổng ở nhà ổng ở vậy đó. Là từ trước tới nay như vậy luôn. Ờ. Tội quá. Rồi đó.